thì suốt ngày mắc cần lên ngọn cây. Mà cái lưỡi lục này nó mát thì thôi rồi. Hai con kìa. Kinh rồi. Cần cần đại may. Câu cá TV2 mến chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh câu cá của mình để cùng có những phút giây thực sự thư giãn và vui vẻ sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Bây giờ là lúc chúng ta xả stress. Hãy đồng hành cùng thầy trò mình, hãy hòa mình vào với thiên nhiên và xem những pha lên cá cực kỳ ngoạn mục của câu cá TV2 thực hiện hôm nay nha. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy xem và chia sẻ cho những người có cùng sở thích. Hãy nhấn nút đăng ký nếu thấy thích phong cách của mình. Đừng quên nhấn nút chuông thông báo để xem thêm những video thú vị tiếp theo sẽ được xuất bản các bạn nhé. Sau rất nhiều ngày không đi câu do bận bịu với công việc chính của mình, thì hôm nay là một ngày nghỉ và câu cá TV sẽ đi cùng với sư phụ. Chắc chắn lần câu này là một lần câu đáng nhớ vì đã lâu ngày lũ cá không được thưởng thức món mồi thơm ngon mà câu cá TV2 đã chế biến. Đảm bảo khi thả mồi xuống là lũ cá sẽ lao vào ăn ngấu nghiến. Chỉ chờ như vậy thôi là núp vào chìm xuống. À lê hấp lên. Nào bây giờ xin mời các bạn cùng với câu cá TV2 buông cần và chuẩn bị bắt chú cá đầu tiên thôi. Chúng ta bắt đầu nha. Ai chà, chú đầu tiên rồi các bạn ơi. Một chú cá rất là to. Ai chà, hôm nay quả thực là một hôm may mắn như mình dự đoán đây. Một con rô phi rất là to. Đầu tiên rồi các bạn ơi. Một con tuyệt vời luôn. Ai chà, quá là đẹp. Lắm. Con này còn khỏe lắm. Dễ. Kinh. Đây rồi. Một chú rô phi bự. Chụp con thế thôi. Đám nó đang ở dưới đấy rồi. Chứ cần đi có tạo rồi cho mình. Cần khi bắt hết rồi. Câu nó phải nhạy cảm. Tuyệt vời không? Một con quá là tuyệt luôn. Ai chè. Con này thì quá là tuyệt rồi. Từ từ. Cái rẻ đâu mất rồi. Cần chết nó là sắt không? Con cứ gì cần, cứ phải quan tâm là gì cái cần nhỉ? Cần đẹp. Cần có phải 10 cần mà con đấy. Nó không có quan tâm đến cần làm cái gì. Con cần đẹp. Ây da các bạn ơi. Một con thứ hai, quá to luôn. Khủng. Đấy, con này cứ bình tĩnh một câu thôi. Được cá. Hai con. Hai chú. Đây là con này lên, con kia thì văng ra mất.
các bạn ạ. Vâng, mất một con, được một con. Như vậy là quá thành công rồi. Đây nó nhiều đấy. Trông vậy mật độ nhiều đấy. Qua ông đòm tí rồi. Nhìn nó nghỉ hẳn, con nghỉ hẳn một tuần. Không câu kéo gì. Nó khác nha. Vâng. Con thứ ba các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Đây rồi các bạn ơi, đây rồi, một chú cực khủng luôn. Ai chà, bạn nhìn thế nào thì đã chưa? Trời ơi, một con khủng văn bố, quá đẹp. Biết cái tọa độ nó chứ, biết cái lúc nào nó cần phải mồi, nó không cần phải mồi chứ. Ai da, quá là đẹp. Chúng ta tiếp tục. Không cần phải mồi nữa. Đang tự ở đây. Không cần phải mồi. Để cho nó đói đi. Vấn đề là phải thả đúng. Đó, đói. Cần để nó dài. Câu nó vừa là mất thời gian. Không hiệu quả. Quá tuyệt rồi các bạn ơi, tuyệt chưa, tuyệt chiêu chưa, cần mình nhạy nhỉ. Pha này gọi là pha tuyệt chiêu. Trời ơi, một con to khủng bố nhất của ngày hôm nay đi rồi. Đã bắt được mày rồi. Quá tuyệt. Tuyệt vời rồi. Vậy là thành công rồi. Thành công lớn rồi. Thằng này của Nhật hay là của thằng Đài Loan? Cái con này kinh thế. Lớn lắm. Béo như thế này. Lắm thịt lắm. Kinh. Dậy 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 kinh hoàng. Lưỡi này cũng nhạy đấy. Dậy kinh hoàng luôn các bạn ơi. Một con khủng bố luôn. Cần thì giật giật dáng sức giật thế thôi. Mãi mới có ngày hôm nay này. Cứ phải đi làm suốt nhưng này là cái hôm nghỉ. Đốt luôn đi. Mồi như này các bạn nhé, đơn giản vậy thôi. Không phải công ngoài, không biết gì cả. Liên tục hả? Đây các bạn ơi, bạn nhìn xem độ nhạy của mồi vừa rồi. Quá là tuyệt vời đúng không? Con này chút được ạ. Con này chút đầu.
đường đấy rồi, ông thay đổi làm gì, mình phải để nguyên vị trí chứ, mình lại chuyển được cái chỗ thì có mà cái chỗ đấy thì nó thành ổ rồi, thành ổ cá đang tụ rồi, chứ nó cho ít gan gà vào thì thôi rồi, nhẹ nhõm. Các bạn ơi, nhìn xem đẹp chưa? Con cắn quá đẹp. Trời ơi, một con rất là khủng luôn. Đúng là sau một tuần đi câu nó khác. Sau một tuần nghỉ. Quảng bó tay, tôi câu từ đâu? Câu làm sao được? Sao mà câu được? Quá là ngoạn mục. Mắt dậu của nó sát mép. Thế không có thế. Và câu mà không có thế thì khó câu lắm, phải có cái thế. Phải có cái thế thôi ông ạ. Rồi thế ở đây không có thì suốt ngày mắc cần lên ngọn cây chết, mà cái lưỡi lục này nó mắc thì thôi rồi. Hai con kìa, kinh rồi, cần cần đại may. Ôi giời, ôi các bạn ơi. Ông kéo cần con lại đi cho. Rơi mất con xuống rồi. Trời ơi, một phát hai con các bạn, một con vừa rơi xuống đất. Trời ơi, một cái phú giật. Tuyệt vời, chưa từng có luôn đấy. Ông quẳng cái rẻ đây, con bắt con đi. Chết rồi. Lạ vậy. Ê, một con tiếp. Thấy nhảy nhảy không nhỉ? Nhảy. Nhảy bắt đầu con đặt phát thứ hai. Còn vấn đề đặt ra là giật đổi con người. Cái này đấy. Con giật nhẹ, khả năng sát thương của người kinh lắm.
là khoảnh khắc hồi hộp nhất của ngày hôm nay. Bây giờ Câu Cá TV 2 cùng với sư phụ sẽ kiểm tra sản lượng câu được, xem được bao nhiêu các bạn nhé. Chỗ này thì cũng áng áng phải trên 2 kg. Chà chà, nghe có vẻ nặng tay đây. Cá to lắm. Đó, ôi trời ơi, nhiều thế. Cười ngon lắm. Đây, hôm nay là hôm bội thu rồi. Cá câu hôm nay cũng được khá nhiều rồi các bạn ạ. Bây giờ Câu Cá TV 2 và sư phụ sẽ trở về nhà thật nhanh để chế biến món cá. Trưa nay sẽ có món bánh đa cá rô ngon đúng điệu đang chờ. Các bạn ơi, video của mình đến đây cũng đã tạm dài rồi. Mình xin tạm dừng tại đây. Hy vọng buổi câu cá sáng nay đã không làm cho các bạn phải thất vọng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Chúc các bạn một buổi tối an lành và vui vẻ. Hãy đồng hành cùng mình để xem tiếp những video sẽ được xuất bản lần tới các bạn nhé. Thân ái, chào các bạn.